Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ có một cái video có tên là tranh chấp tài sản cha mẹ người nước ngoài được xác định với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Vậy thì theo quy định của pháp luật Việt Nam, đây là luật 2015 Bộ luật tố tụng dân sự, vậy người có quyền và nghĩa vụ liên quan là như thế nào? Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn nghe nha. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ, nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được tòa án chấp nhận đưa họ tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Vậy ha quý vị và các bạn, cái người nói nôm na, cái người đi khởi kiện ở tòa được gọi là nguyên đơn, cái người mà bị người ta kiện gọi là bị đơn, thì mấy cái này rõ rồi. Còn cái thuật ngữ, nguyên một cái thuật ngữ người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong trường hợp này phải là có thể rằng là do nguyên đơn đưa vào, cũng có thể là bị đơn đưa vào, thì liên quan đến quyền của họ, liên quan đến nghĩa vụ của họ. Nói nôm na nói xa quá, bây giờ quý vị và các bạn sẽ không hiểu, mà bây giờ mình đi nước ngoài thời gian dài quá cho nên nói thì thức chậm lại. Tôi có một cái vụ kiện quyền sử dụng đất là 1.000 m² là của ba mẹ để lại. Thì kiện một việc kiện thì cái nguyên đơn là một người con trong gia đình, gọi là nguyên đơn. Thì kiện một người con còn lại là bị đơn. Thì kiện chi di sản. Thì như vậy trong trường hợp này, cái người mà bà nguyên đơn bà nói: thưa tòa, thực tế là ba mẹ tôi để lại là 1.000 m², trong đó hiện tại là có hai người đang ở nước ngoài. Vậy là tòa bảo sau khi tòa ra cái thông báo thụ lý là di tranh chấp di sản thừa kế, trong đó có quyền sử dụng đất vẫn còn là di sản của ba là ông Nguyễn Văn A, của B, bà B. Và sau khi kiện, quý vị và các bạn biết không, kiện bị đơn, nguyên đơn bị đơn là ở Việt Nam, hai người con đang ở nước ngoài, vậy hai người con đó được xem là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong trường hợp này thì quyền và nghĩa vụ của họ được thể hiện bằng ý kiến, bằng văn bản. Vậy văn bản trong trường hợp này họ sẽ nêu gì? Thưa quý vị và các bạn, có hai hình thức để chúng ta có ý kiến về Việt Nam. Nếu chúng ta có được cái thông báo thụ lý của tòa án, nói nôm na là một cái mộc đỏ của tòa. Đây, đây là một cái mộc đỏ của tòa trong cái vụ mà mời chúng ta với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì một là chúng ta sẽ ủy quyền cho một người ở Việt Nam để giúp chúng ta thực hiện cái việc đó. Cái thứ hai là chúng ta sẽ làm cái bản tự khai, cái giấy ủy quyền và đồng thời cái hộ passport, cái hộ chiếu để gửi về Việt Nam. Thì trong từng cái nội dung vụ kiện thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết được rằng trong trường hợp mình có quyền và nghĩa vụ liên quan thì phải có ý kiến nào. Theo quy định của điều 68, người có quyền và nghĩa vụ liên quan được xem là đương sự trong vụ án. Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì tòa án đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong trường hợp đương sự là một cái tổ chức, ví dụ như bây giờ như thế này, nguyên đơn khởi kiện kiện cái phần đất của cha mẹ để lại, bị đơn nói tôi lãnh tiền tôi ăn hết rồi, tôi lãnh tiền xong xuôi hết rồi, đất này không còn nữa. Thì nguyên đơn không cung cấp, bị đơn không cung cấp, bị đơn chỉ cung cấp là tiền đó tôi lãnh được hết rồi, mà lãnh ở ban đền bù, cho nên tòa án mới có một cái văn bản triệu tập người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong trường hợp này không phải là cá nhân mà là tổ chức, tổ chức gọi là
ban bồi thường, và ban bồi thường sẽ vào và trong trường hợp này thì họ sẽ trả lời rằng cái quyền sử dụng đất có diện tích 1.000 mét vuông này thuộc thửa số 1 tờ bản đồ số 2, sau khi xác định đây là di sản thừa kế và ông A là người quản lý sử dụng, ông B là nguyên đơn, thì tôi đã cho phía bên ông A lãnh tiền bồi thường. Thưa quý vị và các bạn, thông qua một cái câu chuyện, luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn cố gắng đưa cái thông điệp đến cho quý vị và các bạn càng đơn giản càng tốt. Và cái câu chuyện 99 video dành cho Việt Kiều sẽ tiếp tục ở loạt bài sau. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy xem. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Nếu quý vị và các bạn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì quý vị cũng có thể liên lạc qua cái số điện thoại của tôi là 0903 392 861, để chúng tôi sẽ được hướng dẫn tận tình trong từng trường hợp cụ thể. Tôi xin trân trọng cảm ơn.